là sinh nhật của mình, bà tặng cho mình bao lì xì nè các bạn. Nhưng mà con không lấy đâu bà, con muốn lấy quà của ba. Ba ơi, quà sinh nhật của con đâu? Bà ơi, con tặng cho bà nè, đây là quà của con tặng cho bà. Bà đi mua dép mới nha bà, dép của bà cũ rồi nè. Nếu như mà không đủ thì con sẽ lấy tiền thêm cho bà mua giày mới nha. Con thấy ba giấu tiền ở đây nè bà, để con lấy nha bà. Đây nè bà ơi, đây nè, bà lấy thêm để mua giày mới nha. Con thấy giày của bà cũ lắm rồi, bà phải mua giày mới nha. Giày này cũ bỏ đi bà, bố kỳ lắm, bố không có mua giày mới cho bà.